Rồi, Salut Nghĩa xin mến chào thì các bác nhá. Đến hẹn lại lên. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 17 tháng 6 luôn. Em hãy tranh thủ một đêm mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có một lô máy cắt cỏ gồm tất cả là 14 cây dòng máy cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật nữa các bác nhá. Hôm nay thì em cũng tranh thủ lên cho tất cả các bác là có lô 14 cây máy cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật, cũng có rất là nhiều máy đẹp như sau. Thứ nhất thì em có lên cho các bác một cái máy thương hiệu dòng máy động cơ 33cc nhá. Con này là máy 33cc, máy động cơ 2 kỳ. Dòng này là bình xăng trên, loại Hitachi nòng 38 ly, dòng máy bố tum lớn, bố tum to. 23, nói chung là cái này thì các bác là cắt cỏ số lượng nhiều này, mình túi tiền mình vừa phải, mình không có nhiều tiền, muốn mua một cái máy cắt khỏe khỏe một chút thì có thể lấy con này, dòng máy Hitachi xài siêu bền. Và em lên cho các bác một cái máy bình xăng dưới cũng là công suất khá lớn nhá. Con này là con máy Kawasaki TG28. Con này thì nòng khoảng tầm 35 ly. Đấy, 35 ly khá ngon, tum giờ nhá, tum 260. Và em lên cho các bác một cái máy bữa giờ em lên cho các bác là đa số là máy động cơ 4 kỳ mà chưa có con nào đẹp như con 4 kỳ này. Con máy động cơ 4 kỳ Makita công suất là 247T, 27cc nhá. Và em lên cho các bác một cái máy thương hiệu của dòng máy Maruyama công suất là 26cc. Các bác nhìn form trước này. Đấy, đẹp cực kỳ nhá. Con này là 2634 ly, có chịu lực lớn này. Và các bác nhìn cái tem nó này. Ít sợ, quá đẹp. Và em nên cho các bác một cái máy thương hiệu dòng máy Ryobi công suất 26 lòng 34 ly, một cái máy cắt cỏ tầm trung, giá tiền vừa phải mà xài cực kỳ ổn định nhá. Và em nên cho các bác một máy thương hiệu dòng máy Talaka, con này là con Talaka 24 lòng 33 ly. Các bác có thể nhìn sơ qua cái búa tum là các biết, các bác nhìn cái chất lượng máy này, xài cho các bác là bao bền, dòng máy Talaka 24 vừa bao bền vậy vừa ăn ít xăng. Đấy. Và em nên cho các bác một cái máy dòng máy bình xăng trên. Trong những cái dòng máy cắt cỏ bình xăng trên thì dòng này là dòng mini nhất nhá, dòng Talaka 20cc nòng khoảng 31-32 ly, xài siêu bền, ăn cực kỳ ít xăng, ăn xăng như mèo hử luôn. Và ở đây em lên cho các bác một máy thương hiệu dòng máy Echo xanh, form dáng mới đẹp mà bố tum đen nhá. Đấy, con này là tay dòng máy Echo xanh đời mới. Và em lên cho các bác một con máy thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin, con này là Robin GX25, con này thì nòng khoảng 34 ly, chế quang rồ tự động 1 kim này. Đấy. Và một con máy thương hiệu dòng máy Ryobi 23 lòng 3233 ly. Một con máy dòng máy Robin, con này là 23cc, các bác nhìn chữ Nhật này. Con này nổ siêu gắt luôn. Đấy, các bác là thích những con máy cắt cỏ nhẹ nhẹ mà nổ gắt thì có thể lấy con này, xài bền nữa, tum nhôm luôn. Và em lên cho các bác một con máy thương hiệu dòng này Talaka, các bác ngoài thủ đô Hà Nội sử dụng rất là nhiều. Các bác cắt cỏ chủ yếu cắt cỏ gia đình thì lấy dòng này dễ dùng. Đấy. Và em lên cho các bác một cặp Robin cóc này và một con máy Kirit nhỏ ra đây. Đấy. Và ngoài ra nữa thì em cũng nên cho các bác là hai cái cục máy hai cái con máy tri ân nhá. Cái này thì khá đẹp đấy. Rồi, các bác mình cần mua hàng và đặt hàng thì liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên đây, là số một số duy nhất nhá, số 0947594678. Và số này thì em luôn có sử dụng Zalo, và kênh của em là kênh shop Trung Nghĩa Máy Nhật Bãi. Đặc biệt các bác mua hàng bên em thì luôn luôn là mua hàng em không lấy cọc, bác được quyền kiểm tra, được giật nổ tại chỗ, khi hàng về là mới thanh toán. Và giá trên thì em luôn hoàn toàn bao ship và tặng đủ đồ. Thứ nhất thì em sẽ tặng cho các bác một cái tiếp mở hai đầu 13-19 để các bác mình mở buji và mở đầu dao nhé. Đây là một cái tiếp mở buji này, 13-19 để các bác mình mở buji và mở đầu dao. Và em sẽ tặng cho bác một cái lục sắc 4 để các bác mình tháo lắp tay cầm nhé. Một cái bát cước lõi đỏ hai chấu, một cái dây đeo thường là dây đeo bãi thì các bác mình chọn. Và một chai nhớt nhỏ nhé, nhớt này là nhớt của động cơ 2 kỳ. Nói chung là đặc biệt là các bác mua tất cả các hàng ở trên shop thì trên kênh thì không có ai bán mà tặng nhớt như bên em hết, chỉ có đặc biệt chỉ có bên em tặng cho các bác nhé. Nhớt này là nhớt động cơ 2 kỳ. Khi các bác mình nhận hàng thì các bác đa số mình chỉ có mua xăng sẵn, nhiều bác mình mới sử dụng lần đầu thì không có xăng thì không có nhớt, thì em sẽ tặng cho các bác một chai nhớt này, các bác sẽ pha chung vào với xăng để mình test thử luôn để nhận hàng. Đấy, cho dễ sử dụng. Cái nhớt này, cái chai nhớt nhỏ này thì các bác có thể dùng để căn tỷ lệ nhé. Ví dụ như là chai này thì có thể căn là 50cc này, 100cc. Các bác cứ pha cho em tỷ lệ là 100cc này pha cho em khoảng tầm 2 lít rưỡi xăng là vừa đẹp. Và em sẽ tặng cho các bác một con dao dài. Dao này là dao Phạm Quang 3 tấc nhá. Dao này Phạm Quang dao mới 3 tấc. Các bác nào mình cắt cỏ nhanh số lượng nhiều thì có thể lấy con dao này. Còn các bác nào mình nhiều vườn có nhiều đá sỏi, có nhiều cành cây gốc cây trên cao thì có thể dùng những con dao tròn như thế này. Dao này là dao hợp kim cũ của Nhật, bên năm mài cho bác là siêu bén nhá. Đấy. Rồi. Và ngoài ra nữa thì em có bán cho bác một số đồ phụ kiện đi kèm theo, là có nhớt động cơ 2 kỳ chưa sử dụng cho máy cắt cỏ, cơ xích bơm mini Nhật bãi giá 100.000 một chai một lít. Lồng gom cỏ gặt lúa, cái này thì ngoài công dụng cắt cỏ ra các bác thể mua cái này về để mình gặt lúa hoặc là mình gom cỏ về cho trâu bò nhà mình. Và ngoài ra nữa thì em có bán cho bác là một cái này là cái đầu bơm mini hoặc là cái chõ bơm gắn trực tiếp lên máy cắt cỏ, cái này giá 135.000. Bùi nhùi tra cỏ giá 85.000. Và cái này là cái đĩa sới mini giá 100.000. Và hộp cước mắt mèo, các bác ngoài cắt cỏ bằng dao, các bác có thể dùng cái hộp cước này để đập cước nhé, giá 125 một hộp. Rồi, em sẽ quay sơ cho các bác mình tham khảo máy mặt sau này.
Đấy, TG này, Hitachi này. Rất đẹp nhá. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ đưa cho các bác là đây có hai cái máy giá rẻ tri ân, nói chung là dòng máy cũ các bác về dòng này máy của Nhật các bác nhá. Nói chung là em sẽ kiểm tra sơ qua. Cái này thì chụp giật còn tốt này, chế thì cũng còn tốt nhá các bác nhá. Chế cái này hơi óng vàng này. Đấy, nửa còn tốt, bình xăng dưới thì cũng còn dùng được. Đây các bác nhìn này. Cái này thì các bác mình yêu khoa học, mình biết một chút về dòng máy, mình dọn rửa vệ sinh thì mình lấy xăng mình rửa lại rồi mình làm nổ. Cái này thì ống cần rất đẹp các bác nhá. Các bác này cần cần bố tum này, quá đẹp luôn. Đấy. Đầu bò này, hai cái này. Đấy, cái này đầu bò xoay êm các bác nhá, nặn êm luôn. Này cũng thế, nặn êm. Hơi tốt nhá, để em kiểm tra hơi cho các bác. Cái này hơi tốt các bác nhá. Cái này hơi tốt, nửa tốt, bố tum đẹp. Cái này thì được các bác mình chốt nguyên con này đã được cái nguyên bố cần với đầu bò các thứ ngon rồi. Cái này thì bán giá cho các bác là một con mã số G1 450k, giá hoàn toàn bao ship luôn. Đấy. Tiếp theo em sẽ đến cho bác con mã số con G2, con này đẹp này. Con này là một con máy dòng máy Echo Curit dòng 201D, con này thì khoảng tầm 33-34 ly gì đó. Con này thì được cái bộ chế đẹp này, chế đẹp, nòng hơi đẹp. Chụp giật rất đẹp luôn. Đấy. Cần lắp thì ống cần 26-28 luôn nhá, ống lắp lớn này. Đấy. Lắp buji này, công tắc này. Đấy. Cái này thì tuột dây giật nhé. Cái này tuột dây giật này các bác nhé. Con này có mã số G2. Con này thì đẹp. Thì em bán giá cho các bác là 500k. Cũng bao ship cho các bác luôn. Các bác nào nhìn này. Nốc quá đẹp luôn. Đấy. Bình xăng còn tốt. Lòng hơi tốt. Chế tốt. Đấy. Rồi. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác là lô máy cắt cỏ phần 2. Một con máy thương hiệu dòng máy cắt cỏ của Echo Curit. Con này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy thương hiệu của dòng Echo Curit. Dòng SRE2101 các bác nhá. Con này công suất của nó thì sẽ là 20cc và nòng nó sẽ là 31-32 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin tự chế này, lòng hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Con này thì có giật của nó là có trợ lực các bác nhá, có trợ lực và đi chế lại chế Warm Pro 2 kim. Các bác thể tùy ý chỉnh này, kim chỉnh to nhỏ và chỉnh ganti bên trên này. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Cái này thì đang sở hữu bộ tay ghi đông của nó là tay ghi đông sừng châm một càng nhé. Đầu bò chấn cỏ cần lát thì đều nguyên zin. Cái con máy cắt cỏ mã số G3 này thì thích hợp cho bác là mình muốn mua một con cắt cỏ mà siêu nhỏ nhẹ mini dòng của Echo Curit, thì con này là một trong những cái máy cắt cỏ mà nó nhẹ nhất trong các dòng máy cắt cỏ của Echo nhé, cực kỳ nhẹ. Đầu máy không chỉ khoảng tầm cho bác khoảng tầm 2 kg thôi. Đấy. Rồi em sẽ giật nổ các bác nghe thử cây đầu tiên, cây mã số EG3 nhé. Rồi, cái đầu tiên máy nổ rất êm. Cái này mã số EG3 lòng 32 ly. Cái này bán giá cho các bác là 1.200.000. Cái mã số EG3 dòng Echo Curit. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác mã số EG4. Một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Makita. Con này là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Makita dòng MM201 nhé. Công suất này thì sẽ là 20-21cc và nòng nó sẽ là 31-32 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin tự chế này, lòng hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế của nó thì đi loại chế Warm Pro, chế tự động 1 kim nhé các bác nhá. Chế Warm Pro tự động 1 kim. Và cái này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Hoàn toàn tum liền ở đây. Có công tắc ngay bên hông này. Đấy. Đây là dòng máy cắt cỏ mà cũng gọi là siêu nhỏ rồi các bác nhá. Rất là nhỏ. Cái này thì cả đầu máy này, cả tum cần rồi tay ga, cả xăng xiếc thì chắc khoảng tầm cho bác khoảng tầm 3,94 kg thôi, rất nhẹ. Đấy. Dòng này thì đi chế Warm Pro cho các bác là dễ nổ, thích hợp cho các bác là mình thích những con máy cắt cỏ nhẹ và thuộc là chị em phụ nữ dùng. Đấy. Con này thì em đã thay cho mình là tay ga bóp rồi nhá. Đấy, tay ga bóp rồi. Đầu bò chấn cỏ cần lắp thì đều nguyên zin. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe từ con mã số EG4. Rồi, cái này mã số EG4 nòng 32 ly. Cái này có giá cho các bác là 1.200.000 các bác nhá. Cái mã số EG4. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác mấy mã số EG5. Một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng cắt cỏ dòng Talaka. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy thương hiệu dòng máy Talaka dòng TCG24EASP. Công suất này thì sẽ là 24cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin tự chế,
nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế thì cũng đi chế độ chế One Pro, chế tự động 1 kim. Nhưng mà con này thì có e của nó là e đỏ tự động xịn sò này. Đấy, các bác bóp tự động bóp nhả này. Đây, kéo nhá. Đấy, tự động sẽ bật xuống và đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Đấy, các bác nhìn mặt trước cái mặt thương hiệu Talaka này. Đấy, phong dáng mặt đẹp. Đầu bò chấn cỏ con này thì đều nguyên zin nhá, đều nguyên zin. Đây, tay ga của nó thì tay ga bóp hai chế độ này, bóp này và các bác sẽ có bóp giữ nguyên này. Đấy, công tắc của nó thì ngay trên tay cầm luôn. Này. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG5 dòng máy cắt cỏ Talaka 24cc nhá. Rồi, máy nổ ga rất êm. Cái này là nòng của nòng đứng. Cái này mã số G5 nòng 33 ly. Cái này có giá cho các bác là 1.350.000 các bác nhá. Cái mã số EG5, con mã thương hiệu dòng máy cắt cỏ Talaka. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác con mã số EG6, một cái máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là một con máy thương hiệu cắt cỏ dòng Robin, dòng LP231 nhé. Công suất này thì sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Tình trạng thì cái này cũng zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, cũng zin từ chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Cái dòng này thì các bác là thích những con máy cắt cỏ nhẹ này thì có thể lấy dòng này. Còn các bác nào ở ngoài thủ đô mình, ngoài Hà Nội mình, hoặc các bác ở ngoài Bắc mình, cắt cỏ nhà mình ít thì có thể dùng những dòng này, dễ dùng. Đấy, các bác là thích con khỏe thì lấy con này. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền nhá, tum nhôm, tum sắt cực kỳ chắc chắn này, có công tắc dưới hông đây. Đấy, đầu bò chấn cỏ thì tất cả đều nguyên zin, đầu bò vàng luôn, tông sạch tông. Con này thì nặng cho các bác khoảng trung bình khoảng tầm 4,5-5 cân nhá. Rồi, giật nổ riêng mã số EG6. Rồi, con này mã số EG6 lòng 32-33 ly, có giá cho các bác là 1.400.000 các bác nhá. Cái mã số EG6, tiếng bô nổ rất là giòn luôn. Các bác nhìn mặt trước này. Đấy, dòng máy Robin LP231. Đấy. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số EG7, một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Ryobi. Con này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Ryobi, dòng EKK2370. Công suất này thì sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế thì đi lại chế One Pro, chế ne trong nhá. Chế này thì có hai kim chỉnh các bác này, chỉnh to, nhỏ và chỉnh anti phía trên này. Đặc biệt con này thì dòng này thì có luôn luôn là cái giật trợ lực giúp các bác giật nó nhẹ nhàng. Đấy, và dưới đáy bình xăng thì con này thì có cái lúm cao su bảo vệ bình xăng các bác nhá. Đấy. Đây, em sẽ kê nó xoay cho các bác xem này, lúm cao su này. Đấy, các bác thể kê thoải mái không bị sợ bể bình xăng. Và con này thì các bác thì sơ qua nòng hơi này, bô bọng này, sáng nhá, vỏ viếc đẹp cực kỳ. Tum thì con này hoàn toàn là tum liền, các bác mình chuyên cắt cỏ thôi nhá. Và con này thì nó có dán tẹo, nó có in đậm tem mác Ruby trên này. Đấy, sơn rin luôn. Rồi, đầu bò chấn cỏ cả lắp nguyên zin. Em sẽ giật nổ các bác nghe thử con mã số EG7 các bác nhá. Rồi, cái này mã số EG7 nòng 32-33 ly. Cái này có giá cho các bác là 1.450.000 các bác nhá. Cái này mã số EG7. Đấy. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác cái mã số EG8, một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng cắt cỏ Robin. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy Robin, dòng EC025GA. Công suất này thì sẽ là 25cc và nòng nó sẽ là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin luôn các bác nhá. Chế con này thì đi chế One Pro, chế tự động 1 kim và đi tum cho các bác hoàn toàn sử dụng là tum rời, tum 260 nhá. Tum rời hoàn toàn tum 260. Phần mặt trước thì nó có dán tem mác của dòng máy này, dòng GX25. Đấy. Đầu bò chấn cỏ cần lắp thì đều nguyên zin hết. Tay ga em thay cho mình tay ga bóp rồi. Đấy. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG8. Cái này nặng cho các bác khoảng tầm 4,5-5 cân. Rất vừa tầm. Cái này mã số EG8 nòng 34 ly, cái này có giá cho các bác là 1.450.000 các bác nhá, mã số EG8. Tiếp theo sẽ đến cho các bác mã số EG9, một con máy rất đẹp của dòng máy cắt cỏ Ruby, hay gọi là dòng Echo xanh đời mới.
Cái này thì có cái tên riêng cho các bác, là con máy thương hiệu dòng máy Ryobi, dòng EKK2200. Công suất này thì sẽ là 22cc và nòng sẽ là 32 ly các bác nhé. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Các bác có thể nhìn sơ qua cái nắp xăng này, phải gọi là đỏ ao luôn. Dưới đáy bình xăng thì con này thì có cái kệ bảo vệ bình xăng cho các bác là rất là dày nhá. Đây, kệ bảo vệ bình xăng này. Vỏ viết thì là vỏ màu xanh dương, rất là mới. Đây các bác nhìn này. Đấy, Echo dòng EGT220. Đấy. Các bác nhìn màu sơn này. Cần lắp của nó thì đi cần titan, cần màu tím nhá. Tình trạng thì tất cả đều nguyên zin hết. Đấy. Em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG9 nòng 32 ni, phong dáng rất đẹp. Rồi, cái này mã số EG9 nòng 32 ni, cái này có giá cho các bác là 1.450.000 các bác nhá. Cái mã số EG9 phong dáng màu chì xanh, rất mới luôn, còn nguyên tem mác này. Đấy, bóng lọng cực kỳ luôn. Đấy. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác cái mã số EG10, một cái máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Talaka, dòng máy bình xăng trên nhá. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác, là con máy thương hiệu dòng máy Talaka, dòng CBS này 23EF. Con này thì công suất của nó thì sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác nhé. Zin từ chế này. Rồi à, nòng hơi bô biếc. Này các bác này, nhìn này. Đấy, nòng hơi bô biếc, tất cả đều nguyên zin hết. Bình xăng này, tất cả nguyên zin. Các bác nhìn sơ qua tum tiếc, tum sử dụng ở 4 tum 260 nhé. Đấy. Đây là một dòng máy cắt cỏ mà dòng máy bình xăng trên và gọi như là gần như là nhỏ nhất của dòng máy cắt cỏ bình xăng trên rồi. Dòng này thì nó khỏe và ăn rất là ít xăng quá nhé. Tình trạng của nó thì cần của nó là cần titan, cần lắp này, tay ga này, tất cả là bằng titan màu đen hết. Đầu bò chấn cỏ cần lắp thì đều nguyên zin, cực kỳ cứng cáp nhá. Đấy, máy nhìn nhỏ nhưng mà cứng cáp cực kỳ. Đấy. Em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG10 nòng 33 ly, dòng máy cắt cỏ Talaka bị sang trên. Hơi rất căng. Rồi, tiếng máy nổ rất phê luôn. Cái này mã số EG10, con này thì nòng 33 ly, có giá cho các bác là 1.450.000 các bác nhá. Mã số EG10, dòng máy cắt cỏ bình xăng trên. Đấy. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác con mã số EG11. Các bác nào không thích những con dòng máy bình xăng trên thì có thể thích một con máy cắt cỏ bình xăng dưới. Con này cũng là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Talaka luôn, dòng CB24DE. Công suất này thì sẽ là 24cc và nòng cũng là 33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác nhé. Zin từ chế này, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin luôn. Con này thì đi chế loại chế One Pro, cũng chế tự động 1 kim luôn nhé. Chứ không còn tự động 1 kim luôn. Và tum cho bác là hoàn toàn là tum liền. Các bác có thể nhìn xem qua cái bố tum này. Đấy, hoàn toàn bằng nhôm, bằng sắt hết, cực kỳ chắc chắn. Cần lắp thì hoàn toàn bằng titan hết nhé. Đấy, cực kỳ cứng cáp này, đầu bò chắn cỏ cần lắp thì hai cây đều nguyên zin, giống hệt nhau. Đấy. Con này thì có chân chống bảo vệ bình xăng ở phía dưới này, còn nguyên số series của nó là số 7677. Đấy, Q03 này, 7677. Đấy. Em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG11. Tiếng máy nổ nghe êm ru luôn. Cái này mã số EG11 nòng 33 ly. Cái này có giá cho các bác là 1.550.000 các bác nhá. Cái này bổ tum phải gọi là đỏ ao luôn này. Đấy. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác mã số EG12, một con máy cắt cỏ mà dòng máy cắt cỏ Ryobi. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Ryobi, dòng EKK2620 các nhá. Công suất này thì sẽ là 26cc và nòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế thì chạy cũng đã chế loại Quam Pro, chế ne trong luôn nhá. Chế này thì cũng có hai kim chỉnh cho các bác này, chỉnh to nhỏ và chỉnh can ti phía trên này. Chủ đặc con này thì luôn luôn là có trợ lực và dưới đáy bình xăng con này thì có hai cái lúm cao su bảo vệ bình xăng ở dưới này. Đấy. Và nó đi tum cho các bác hoàn toàn là tum liền để chuyên các bác mình chuyên cắt cỏ nhá. Các bác nhìn cái bố tum này, trắng sáng cực kỳ luôn, vỏ này như mới luôn. Tem này là tem Ryobi nhá, sơn siếc thì em bao cam kết cho bác là sơn nguyên zin 100%. Đầu bò chắn cỏ cần lắp thì đều nguyên zin. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG12 này nhá. Các bác nhìn này, phong dáng rất đẹp.
chất luôn. Con này mã số EG12 nòng 34 ly, cái này có giá cho các bác là 1.650.000, mã số EG12. Đấy, một con cắt cỏ nòng 34 ly mà có giá 1.650 mà rất là đẹp nhá. Đấy. Tiếp theo sẽ đến cho các bác mã số EG13, một máy cực kỳ chất lượng của dòng máy thương hiệu dòng máy hệ Maruyama, một con máy mà có tên tuổi của dòng hệ Maruyama. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy thương hiệu dòng máy Maruyama dòng KC26M. Cái này thì trừ 1 nhé, công suất của nó là 26cc và lòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế, lòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế thì đi lại chế One Pro, chế tự động 1 kim, giúp máy cực kỳ là dễ nổ nhé. Và giật thì lại có giật trợ lực, đấy các bác có thể kéo nhẹ thả ra là nổ này. Và con này thì đi có toàn nguyên tem mác này, có nhìn này, đấy tem mác này, trợ lực lớn này, để chế là chế One Pro đấy chứ. Đấy, lòng hơi này, cực kỳ sáng đẹp nhé. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền hết, hoàn toàn tum liền. Có tem mác phía trước của Maru này. Đấy, tình trạng thì tay ga rồi đầu bò chắn cỏ cần lát thì đều nguyên zin hết. Trong này thì trong đốc có luôn dập chữ Mini Japan trong đốc nhé. Một con máy cực kỳ thương hiệu luôn. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử có mã số G13. Các bác nào thích những con máy chất lượng thì có thể chốt con này, rất đáng đồng tiền bát gạo nhé. Trợ lực. Rồi, tiếng nổ rất gắt luôn. Cái này mã số G13 nòng 34 ly. Cái này báo giá cho bác cũng chỉ có 2 triệu tròn. Mã số G13 nhé, rất đẹp. Tiếp theo sẽ đến cho các bác mã số EG14. Các bác nào mình đang muốn mua một con máy cái động cơ 4 kỳ mà bữa giờ mình chưa thấy ưng con nào thì có thể là chốt được con này rồi. Con này là một con máy động cơ 4 kỳ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Makita nhé, dòng MM427T. Công suất này thì sẽ là 27cc và nòng nó sẽ là 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế, lòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Con này thì đi chế là chế One Pro, chế tự động 1 kim. Rất là thích hợp cho các bác là mình mới sử dụng máy cắt cỏ nòng đầu. Các bác chỉ việc mua xăng trắng về loại Ron 9295, các bác đổ trực tiếp vào cái bình lớn này, các bác dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng. Có phần bên này thì nó có cái phần để các bác mình châm nhớt nhá. Các bác sử dụng nhớt động cơ 4 kỳ của xe máy này. Các bác mình chỉ châm cho tới vừa cái mức của cái nắp này thôi. Các bác hạn chế mình châm nó quá đầy lên đây nhá. Nó đầm lên đây thì các bác mình sẽ đảo qua đảo lại này. Cái nhớt của nó sẽ bị trào lên cái chế này khiến máy không nổ nữa. Đấy, khó nổ. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền nhé. Công tắc các bác nhìn này, những cái máy này nó còn đẹp, cái công tắc nó đỏ au luôn. Đấy, tum thì tum liền, tum nhôm, có chân chống bảo vệ bình xăng, động cơ 4 kỳ xăng riêng nhất riêng. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử con mã số EG14 rất đẹp. Rồi, cái này mã số EG14 nòng 34 ly, cái này có giá cho các bác là 2.100.000, mã số EG14 nhé. Tiếp theo em sẽ đến cho các bác mã số EG15, một con máy cắt cỏ, thương hiệu dòng máy cắt cỏ, thương hiệu dòng Kawasaki, dòng TG28 nhé. Cái này thì có cái tên riêng cho các bác là con máy thương hiệu dòng máy hệ Kawasaki TG28. Công suất này thì sẽ là 28cc và nòng nó sẽ là 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế, nòng, hơi và bô, bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Chế con này thì đi chế có hai kim chỉnh cho các bác này. Các bác nào mình chưa quen thì chỉnh là chỉnh kim chỉnh to nhỏ này, chỉnh gan ti này, e gió này. Đấy. Con này thì dưới đáy bình xăng có kệ bảo vệ bình xăng cho mình và đi cho bác là hoàn toàn sử dụng bộ tum là bộ tum rời nhá, xài siêu bền. Bộ tum của nó thì sử dụng là bộ tum ống cần 260. Đấy, thích hợp cho tất cả các dòng máy cắt cỏ mà nhỏ hoặc là tầm trung trung trở lại là có thể vừa hết. Con này thì đầu bò chắn cỏ cần lắp tay ga, tất cả nguyên bản đều zin 100% hết theo máy luôn. Nào, em sẽ giật nổ các bác nghe thử cái mã số EG15. Con này thì tình trạng nó hơi bị bể cái ốp nhôm ốp bô này, mai em sẽ thay cho bác nhé. Rồi, tiếng nổ rất êm. Cái này mã số G15 nòng 34-35 ly. Cái này có giá cho các bác là 2.200.000, mã số G15. Tiếp theo sẽ đến cho các bác con mã số G16, một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Hitachi. Con này thì có cái tên riêng cho các bác con máy thương hiệu dòng cắt cỏ Hitachi nhá. Nó ghi ở đây là dòng CG33E EP
EB, con này là dòng CG33 EB, công suất của nó thì sẽ là 33cc và lòng sẽ là 38 ly, máy cũng khá rất là to nhé. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế này, nòng hơi và bô bình xăng tất cả đều nguyên zin. Con này thì đi tum cho bác là sử dụng là bố tum lớn nhé, bố tum là 330, bố tum to. Tình trạng thì đầu bò chắn cỏ cần lát thì đều nguyên zin hoàn toàn đấy, có chân chống bảo vệ bình xăng ở dưới này đấy. Các bác nào mình tầm tiền, mình có khoảng tầm hơn 1 triệu thôi, mình muốn mua một cái cỏ mà nòng lớn một chút, mình về mình bơm nước này, hoặc là mình lắp cái đĩa sới này, hoặc là mình về mình có thể cào đất, hoặc là mình phát cước thì có thể dùng con này, thì xài nó chắc cũng rất là bền nhé đấy. Em sẽ giật nổ các bác nghe thử con cuối cùng, mã số G16, con này nòng 38 ly. Phải gọi là nổ rung nhà luôn. Con này mã số cuối cùng, con G16 lòng 38 ly, cái này có giá cho các bác là 1.750.000 nhá, con cuối cùng đấy. Rồi hôm nay thì em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có tất cả là 14 cái máy cắt cỏ đã dọn sẵn, nói chung là tình trạng rất là đẹp. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy nào thì liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đây là số 0947594678, và số này em có sử dụng Zalo, và kênh của em là kênh shop Trung Nghĩa mà nhặt bãi. Các bác xem qua thì nhớ cho em ấn với em một lượt like và đăng ký kênh. Bên em thì mua hàng em không lấy cọc. Và rồi, video em tới đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của bên em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Cuối tuần chúc các bác là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin chào hẹn bác những video của tuần sau.